Nhập cô. Nói đi. Em kia. Tên gì? Lại đi trễ. Lại đi trễ. Giờ này thì đã qua trễ để quay trở lại. Giờ này thì đã qua trễ để em nhận ra. Ủa hôm nay lên gì sớm vậy ta? Dạ tại hôm nay không ngủ trễ nữa thầy. Ồ trò của tôi giỏi quá ta. Dạ em nhận ra là em có thể lên trường sớm để em ngủ tiếp trên lớp thưa thầy. Em kia, em có biết mấy giờ trường bắt đầu không? Mà đi trễ hoài vậy? Dạ không cô, có bao giờ em đi đúng giờ đâu mà em biết. Em lại đi trễ nữa hay lần gì? Dạ tại hôm qua em thấy mình đá World Cup thưa cô. Đá World Cup liên quan những việc đi trễ của em? Tụi em phải đá bù giờ nữa cô. Rồi em giải thích đi. Đi trễ gì mà 2 tiếng? Em làm cái gì ở nhà vậy? Dạ em bận tưới cây thưa thầy. Tưới cây gì mà 2 tiếng? Vườn nhà em rộng lắm hả? Dạ nhà em là công viên tàu đàn á. Tuần này ngày nào em cũng đi trễ. Em có biết không hả? Dạ đâu có đâu cô, em đi trễ có 4 ngày rồi. Còn bữa cuối em nghỉ với cô. Hôm qua em xin vắng một buổi để đi khám bác sĩ. Rồi vậy tờ giấy bác sĩ đâu? Em đi đâu vậy? Dạ hôm nay em xin nghỉ một bữa để em qua nhà bác sĩ em lấy cái giấy. Rồi mai em đưa cho thầy. Dạ xin lỗi thầy. Em có biết là năm nay em đi trễ bao nhiêu lần rồi chưa? Dạ em nhớ cũng có ít lần rồi cô. Ít chỗ nào mà ít? Dạ thì mỗi ngày em đi trễ có 1 lần rồi cô. Tuần này em đi trễ 5 lần rồi á, em coi có được không? Dạ quá được luôn rồi. Được là được như thế nào? Nếu tuần này em đi trễ 5 lần có nghĩa hôm nay là thứ 6 rồi, vậy mai được nghỉ. Yeah. Em nghĩ sao? Nếu mà giáo viên tụi tôi cũng đi trễ 10 phút nha em. Ê, ý vậy cô chở em tới trường luôn được không? Chứ dạo này giá xăng lên quá cô. Em lúc nào cũng đi trễ 10 phút rồi nói với tôi những lý do vô lý. Em nghĩ tôi sẽ bỏ qua cho em hả? Dạ em biết nó vô lý. Em mà đi trễ nửa tiếng là em sẽ nghĩ được những lý do hay hơn rồi. Hôm nay đi trễ nữa. Em có lý do nào hay hơn hôm qua không? Dạ có cô, nhưng mà nó hay quá nên em để dành cho ngày mai. Trời ơi, em có biết đi học sớm có nghĩa là gì không hả? Dạ là go to school early. Rồi, tôi cho em cơ hội cuối. Em có biết đi học sớm có nghĩa là gì không? Dạ em không biết cô, vậy để em bật wifi để cô tra Google này cô. Chào cô. Ủa sao em đi học trễ vậy? Dạ em đi ăn gian mới về nên không có kịp giờ cô. Thôi vô lẹ đi, vô đi. Dạ em chào cô. Sao lại đi trễ nữa đây? Dạ em đi ăn gian mới về đó cô. Ăn gian. Thôi lên đi, lên đi, lên lẹ lên. Sao em đi học trễ đây? Dạ, dạ, em... À, để tôi đoán nha. Em mới đi ăn gian về đúng không? Dạ không, em tên Giang. Ủa? Ủa vậy hai đứa lúc nãy mới đi. Ăn gian. Các em nhớ like và subscribe cho thầy nhé.